Xin mến chào quý khán thính giả đang quay trở lại với Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, kiếm được tiền đã khó, nhưng làm thế nào để tiền để ra tiền lại càng khó hơn. Nhất là trong giai đoạn lạm phát, tiền đang có xu hướng mất giá như hiện nay, thì mọi người càng đau đầu hơn trong việc giữ tiền, chứ chưa nói đến giúp tiền sản sinh lợi nhuận. Thế nên, không ít người đã và đang băn khoăn, không biết nên gửi ngân hàng để tiết kiệm hay mua vàng, mua bất động sản để đầu tư. Đa số ý kiến cho rằng, nên tiêu sản thay vì cứ khư khư ôm tiền một chỗ. Vậy đâu là cách tiêu sản hợp lý? Dưới đây, chúng tôi xin được chia sẻ 5 cách giúp bạn kiếm tiền nhanh gấp 2 đến 5 lần cách gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm, một cách tiêu sản khôn ngoan mà không phải ai cũng biết. Xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết dưới đây để cùng tìm hiểu. Và cách đầu tiên tôi xin được chia sẻ là mua vàng. Ngay từ khi mới lập gia đình, Ngọc Hưng hiện đang sống tại Mỹ Đình, Hà Nội đã có thói quen tiết kiệm hàng tháng để tích lũy. Không chọn cách gửi tiết kiệm ngân hàng, Hưng mua vàng bằng số tiền dư của mình. Hưng cho biết, ai cũng hỏi vì sao tiền tiết kiệm của mình lại đổ vào mua vàng vậy. Đơn giản vì mình học chuyên ngành kế toán kiểm toán của Học viện Tài chính nên đã nghiên cứu kinh tế từ lâu. Mình lường và đo được biên độ của vàng và đô la sẽ dao động như thế nào. Chính vì thế, khi có tiền để dư mỗi tháng, mình chỉ đầu tư vào vàng bằng tiền tiết kiệm mà không mua bảo hiểm hay chứng khoán. Mục tiêu phấn đấu của Hưng đặt ra là mỗi tháng sẽ tiết kiệm được ít nhất là một chỉ vàng. Nhiều nhất có tháng Hưng tiết kiệm được một cây. Năm nhiều nhất tiết kiệm được là 12 cây vàng. Tất nhiên, để có lãi, Hưng cũng chú ý nhiều tới thời điểm mua vàng để có giá rẻ nhất. Học kinh tế, Hưng biết chú ý hơn tới thời điểm mua vào. Lúc nào giảm nhiều, Hưng sẽ cố gắng vay tiền bạn bè để mua được nhiều vàng hơn. Nếu tháng nào giá vàng không giảm thì Hưng dành số tiền tiết kiệm đó để trả nợ bạn bè. Có giai đoạn giá vàng tăng liên tục, Hưng vẫn sẽ mua nhưng với số lượng ít, trong tâm lý để tiền nhàn rỗi rồi tích lũy. Trong hoàn cảnh mua vàng không phải đi vay giúp Ngọc Hưng không cần quá sốt ruột. Hưng chia sẻ, theo mình đánh giá 2 năm trở lại đây, vì tình hình dịch bệnh nên xu hướng thế giới sẽ bơm tiền ra thị trường. Lúc này mua vàng vào tích lũy là hợp nhất. Mua vàng sẽ linh hoạt cho bản thân, vì muốn mua nhiều hay ít phụ thuộc vào số tiền dư được mỗi tháng của mình là bao nhiêu. Sau khi mua vào, mình sẽ ăn lãi được từ việc bán lại theo chênh lệch giá, hoặc nếu không để vậy, tích lũy dài hạn cũng vẫn có lời. Trên thị trường, giá vàng luôn biến động, nhưng số tiền đầu tư ít nên mình đánh giá là rủi ro không quá nhiều. Quả thực, đây là một ý tưởng không hề tồi các bạn ạ. Theo bối cảnh hiện tại, dự báo 2024-2025 vàng sẽ lên đến 100 triệu một lượng. Khủng hoảng, suy thoái, đồng tiền mất giá thì vàng sẽ tăng. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine, xung đột vũ trang Israel và Hamas, thế giới đang bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn chính trị và tài chính thì điều này dẫn đến việc cả nền kinh tế cũng bị chao đảo theo. Giá vàng năm 1995 là 517.000 trên một chỉ, còn giá vàng 2023 là hơn 7 triệu đồng. Một sự khác biệt quá lớn. Nó sẽ còn biến động tiếp tục nữa trong thời gian tới, nên việc mua vàng tích lũy là một cách đầu tư vô cùng khôn ngoan. Cách thứ hai là mua bất động sản. Trở lại với câu chuyện trên đây của Hưng, không chỉ dừng lại ở việc mua vàng, Hưng tiếp tục dùng chính số vàng đó để đầu tư thêm bất động sản. Hưng chia sẻ, sau khi mua vàng mình sẽ dành dụm đến khoảng thời gian nhất định, thường từ 1 đến 3 năm rồi thấy mảnh đất nào hợp lý phù hợp với số vàng mình đang có thì sẽ bỏ ra mua. Những mảnh đất mình ngắm mua thường là đất nền nằm ở ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, giá dao động là 900 triệu và 1,5 tỷ đồng trên mảnh. Hưng hào hứng cho biết, sau gần 10 năm tích vàng rồi tìm đất hợp với nhu cầu cho tới thời điểm hiện tại, cô đã chốt được để mua được 2 mảnh đất nền. Hưng bộc bạch, mình thấy mua đất nền là một loại hình đầu tư ít vốn, tiềm năng nhất hiện nay. Chỉ với số vốn ban đầu dưới 1 tỷ có thể giúp mình sở hữu một lô đất nền tại tỉnh ven đô như Long Biên chẳng hạn, với tiềm năng phát triển cực lớn trong tương lai. Ngoài ra, quỹ đất càng hạn hẹp, giá trị của đất nền sẽ càng tăng cao. Một lý do khác mà Hưng xuất tiền mua đất là lợi nhuận cho loại hình bất động sản này lớn hơn gấp 2-3 lần lãi suất ngân hàng. Cùng một số tiền vốn ban đầu, tại sao mình phải bỏ tiết kiệm ngân hàng với lãi suất hàng năm thấp trong khi có thể dùng cho loại hình đầu tư có tỷ suất sinh lời cao hơn như thế này? Khả năng sinh lời, thanh khoản tốt hơn nhà phố, đặc biệt là những khu vực đang có cơ sở hạ tầng hoàn thiện.
lợi nhuận của đất nền trong một năm thường không thấp hơn 15%, trong khi lãi suất ngân hàng còn chưa chạm mức 10%. Số đất nền này đến hiện tại, Hưng vẫn chưa bán ra và dự định sẽ để làm vốn cho con. Trong tương lai, nếu thấy có lời, Hưng sẽ có thể bán ra để mua mảnh đất khác ở thủ đô hoặc chuyển sang mua căn chung cư nếu thấy hợp lý. Bạn cũng có thể học hỏi theo Hưng để giúp tiền đẻ ra tiền nhé. Cách thứ 3 là mua cổ phiếu. Thị trường chứng khoán đã đạt đến đỉnh năm 2021, giai đoạn 2023, tạo đáy và 2024-2025 sẽ có rất nhiều cơ hội vàng cho chúng ta để đầu tư tạo lợi nhuận khủng. Nên giờ đây là thời điểm tốt để bạn chọn những mã cổ phiếu của những công ty tốt để mua vào. Có thể hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu chính là những chứng chỉ góp vốn. Khi bạn mua cổ phiếu chính là bạn đang góp vốn vào một công ty, doanh nghiệp nào đó. Vậy làm sao để kiếm lời từ cổ phiếu? Có hai cách đầu tư cổ phiếu mà người khôn ngoan áp dụng. Đầu tiên là bạn mua cổ phiếu để hưởng cổ tức, có nghĩa là bạn trở thành cổ đông và được chia lợi nhuận theo định kỳ của doanh nghiệp dựa vào số lượng cổ phiếu mà bạn sở hữu. Bạn hãy chọn ra những công ty có nền tảng tốt để mua cổ phiếu của họ. Sau đó lợi nhuận chia cổ tức theo kỳ hạn có thể được thanh toán cho cổ đông, thường là theo quý 6 tháng hoặc mỗi năm một lần. Đối với hình thức đầu tư này, thường các nhà đầu tư sẽ mua những cổ phiếu mã danh Blue Chip vì chúng có tốc độ tăng trưởng ổn định và ít rủi ro. Thứ hai là bạn mua cổ phiếu để bán lại kiếm lợi nhuận. Đây chính là cách đầu tư phổ biến và thường thấy nhất. Với cách này, đòi hỏi bạn cần có sự am hiểu về thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, bạn cũng cần biết cách đọc chỉ số tài chính, báo cáo tài chính doanh nghiệp để tìm ra cho mình những doanh nghiệp đang tăng trưởng. Hoặc cách đơn giản hơn, đó là chọn ra công ty tốt để mua cổ phiếu của họ. Khi thị trường trầm lắng tạo đáy thì bạn mua vào bán ra khi thị trường sôi động để kiếm lời. Nếu đủ khôn ngoan thì bạn cũng có thể kết hợp cả hai cách trên và hưởng lợi nhuận kép. Cách thứ tư giúp bạn đạt được lợi nhuận từ 2 đến 5 lần so với gửi tiết kiệm ngân hàng, đó là đầu tư kinh doanh online. Ông bà ta đã dạy, phí thương thì bất phú, thế nên chỉ có kinh doanh mới có thể khiến tiền để ra tiền và kinh doanh online chính là xu thế bùng nổ. Trong cách này thì có một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến hiện nay, đó là tiếp thị liên kết hay còn gọi là affiliate. Một hình thức kinh doanh không cần bạn phải bỏ vốn nhiều nhưng lợi nhuận cực cao. Theo các chuyên gia kinh tế thì đây là một phương thức kiếm tiền trực tuyến ngày càng phổ biến và nó cung cấp cho bạn cơ hội kiếm bội tiền một cách dễ dàng. Affiliate sẽ cho bạn kiếm tiền thông qua hoa hồng hoặc tiền thưởng dựa trên việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ thành công. Bạn có thể kiếm được khoản thu nhập ổn định hoặc thậm chí tiềm năng để tạo ra một nguồn thu nhập thụ động. Bạn không cần phải tạo ra hoặc quản lý sản phẩm riêng. Việc làm affiliate cho bạn tận dụng sẵn có các sản phẩm hoặc dịch vụ của những người khác và quảng bá chúng để kiếm tiền. Ngoài ra, affiliate không yêu cầu bạn đầu tư một số tiền lớn để bắt đầu. Bạn chỉ cần đăng ký làm affiliate và bắt đầu quảng bá sản phẩm dịch vụ để kiếm hoa hồng từ việc giới thiệu thành công. Làm affiliate mang lại cơ hội xây dựng mối quan hệ đối tác với những người sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực này. Affiliate cũng cho phép bạn làm việc từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào phù hợp với lịch trình cá nhân của bạn. Bạn có thể làm việc từ nhà, từ quán cà phê hoặc khi đi du lịch. Hoặc hiểu đơn giản như bạn xem TikTok, YouTube, thấy các KOL, KOC đang giới thiệu bán hàng, thì đây cũng là một hình thức của affiliate và nó đang ngày càng trở nên phổ biến trên môi trường mạng xã hội. Tuy nhiên, để thành công được với công việc này, thì ngoài việc nói chuyện có duyên thì bạn phải có kiến thức chuyên môn về sản phẩm, thị trường và đối tượng bạn đang muốn hướng đến để tiếp thị. Có như thế thì tiền bạn mới sinh sôi, chứ nếu không thì nó cũng chỉ như tờ giấy nằm im trong ngăn kéo mà thôi. Và cách cuối cùng là mua tiền mã hóa crypto. Đây là kênh đầu tư rủi ro hơn 4 cách trên, nhưng có thể mang về siêu lợi nhuận khi bạn biết nắm bắt xu hướng của thị trường. Nếu bạn nào chưa biết thì tiền mã hóa crypto hay còn gọi là tiền ảo, tiền điện tử. Nó được xây dựng trên nền tảng blockchain năm 2009, lúc Bitcoin mới ra đời. Khi đó, nó chỉ có giá chưa tới 1 đô một BTC và đến năm 2017, BTC đạt đỉnh đầu tiên là 19.000 đô trên một BTC. Và đến năm 2021, Bitcoin đạt gần 68.000 đô cho một BTC. Nhờ thế mà các đồng tiền mã hóa khác cũng xác lập kỷ lục mới. Giai đoạn 2023, thị trường crypto đang tạo đáy. Có thể giai đoạn 2024-2025 là mua uptrend để tạo đỉnh mới.
Vì thế bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm thông tin để đầu tư. Và đó là 5 cách vô cùng thông minh và khôn ngoan để giúp tiền sinh sôi lợi nhuận thay vì chăm chăm mang tiền gửi ngân hàng. Bạn có thể áp dụng để làm giàu cho mình. Ngoài ra, để tiền không bị hao hụt trong thời buổi kinh tế suy giảm như hiện nay, thì bạn tuyệt đối tránh việc vung tay quá tráng để tận hưởng hết mình. Như nhiều người đã thấy, những màn rủ nhau đi ăn uống, mua sắm tẹt ga sau giờ làm, đặt trà sữa từ các ứng dụng công nghệ là kịch bản thường thấy ở nhiều người trẻ chưa có gia đình. Vì tôi đã vất vả cả tháng, tôi cần hưởng thụ thành quả lao động mình làm ra, nên đôi 300 ngàn hoặc cả triệu đồng bay đi trong tích tắc ngay sau khi lương về với ví. Chưa kể, trả nợ cho thẻ tín dụng hay những khoản đã vay mượn trong tháng cũng khiến bạn không còn dư đồng nào để mà tiết kiệm. Mọi lý do được đưa ra để tự bào chữa cho việc không thể quản lý tài chính đều nghe có vẻ rất chính đáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, bạn cần xác định rõ vị trí xã hội của bản thân cũng như mức chi tiêu phù hợp với vị trí, thay vì vung tay quá tráng và rơi vào tình trạng rỗng túi phải đi vay mượn. Chẳng hạn, nếu bạn là một nhân viên văn phòng với thu nhập khoảng 10 triệu trên tháng, bạn không nên mua những món đồ đắt tiền, ăn chơi ở những hàng quán sang trọng như một trưởng bộ phận có mức lương 30-40 triệu một tháng. Một điều nữa mà mọi người cần nhớ khi tiết kiệm đó chính là đừng nhầm lẫn về thứ tự của việc tiết kiệm và chi tiêu. Nguyên tắc đúng chính là tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm, chứ không phải tiết kiệm những khoản còn lại sau khi tiêu. Đối với những bạn yêu thích mua sắm, việc quản lý cảm hứng sắm sửa đồ đạc theo nguyên tắc 30 ngày yêu sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi tiêu. Theo như nguyên tắc này, khi bạn yêu thích một món đồ gì đó, hãy khoan sở hữu đó một cách vội vàng mà chờ đợi xem sau 30 ngày nữa liệu bạn có còn thích món hàng này hay không. Thêm vào đó, việc chờ đợi 30 ngày biết đâu sẽ khiến bạn tìm được những chỗ bán món hàng này với mức giá hơi hơn hay săn được một chương trình khuyến mãi nào đó bất ngờ. Thực ra thu nhập thấp không phải thủ phạm, mà chính thói quen làm đồng nào xào đồng nấy và suy nghĩ mình không thể tiết kiệm được mới khiến bạn không thể tiết kiệm. Có rất nhiều lý do để tiêu tiền, nhưng chỉ có một lý do để bạn có động lực tiết kiệm. Tương lai, bạn có nhu cầu mua nhà, mua xe, đầu tư cho con cái, hay chỉ đơn giản là sẽ chủ động tài chính trong trường hợp rủi ro, đau ốm hoặc những biến động của cuộc sống. Những điều đó sẽ giúp bạn có thêm động lực để tiết kiệm. Hãy thay đổi thói quen chi tiêu, suy nghĩ về tiết kiệm đồng thời thực hiện ngay bây giờ. Góp gió thành bão. Đến một thời gian nhìn lại, bạn sẽ có một số tiền không nhỏ trong tài khoản để dành cho những hoạch định tương lai đấy bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.